Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các thầy, kính thưa tất cả các hội viên câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Ba Đình có mặt trong buổi lễ hôm nay. Tôi là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời, xin đọc báo cáo tổng kết hoạt động thể dục thể thao của câu lạc bộ năm 2011 và phương hướng hoạt động của năm 2012. Dân cường thì nước thịnh. Tôi cùng đồng đội ta ai cũng gắng tập thể dục. Tôi ngày nào cũng tập. Theo tấm gương luyện tập thể dục thể thao của các hồ vĩ đại, tất cả chúng ta thế hệ nối tiếp thế hệ người cao tuổi quận Ba Đình đã không ngừng tập luyện dưỡng sinh để lão ông mà đừng sức trai, lão bà mà chẳng vĩ phai má hồng. Đã góp phần làm cho cuộc sống của người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống ít, lẳng thẳng gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội. Cao niên là tuổi ông bà, đau lưng mỏi gối cả nhà không yên, dưỡng sinh ta chăm tập thường xuyên, đao, chùy, gậy, quạt với quyền dẻo dai. Hơn 35 năm hoạt động, câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Ba Đình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 3 huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Đây là niềm tự hào của người cao tuổi thủ đô nói chung và của câu lạc bộ sức khỏe người cao tuổi quận Ba Đình chúng ta nói riêng. Qua một năm với rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe và phục vụ những sự kiện lớn của quận, tôi xin báo cáo tổng kết hoạt động của câu lạc bộ quận trong năm 2011 và phương hướng hoạt động của năm 2012. Về cơ cấu tổ chức, toàn quận có 14 phường với hơn 1.000 hội viên tham gia tập của các câu lạc bộ. Mỗi phường có ít nhất từ 1 đến 3 dân tập vào buổi sáng dưới sự chỉ đạo thống nhất của ban chủ nhiệm, ban huấn luyện quận, hình thành một bộ máy tổ chức chặt chẽ từ phường lên quận. Đội huấn luyện là những hội viên được tuyển chọn từ các phường cử lên, có trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm tốt, có nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao, hướng dẫn cho những hội viên của phường trên tinh thần người biết trước giúp người chưa biết. Tổng số hội viên tập trên đội quận gồm hơn 100 hội viên được tập làm hai sân. Sân thứ nhất là tập tại sân thể thao quần ngựa gồm 8 phường: Cống Vị, Liễu Giai, Vĩnh Phúc, Ngọc Hà, Thành Công, Giảng Võ và Kim Mã. Sân thứ hai tập ở đền Quan Thánh gồm 6 phường: Quan Thánh, Phúc Xá, Trung Trực, Đội Cấn, Điện Biên và Trúc Bạch. Thành tích của câu lạc bộ trong năm 2011 vừa qua, hoạt động câu lạc bộ có những thành tích như sau: kỷ niệm 35 năm ngày thành lập câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Ba Đình. Đó là một ngày quan trọng rất có ý nghĩa đối với hoạt động của câu lạc bộ và của các hội viên toàn câu lạc bộ quận Ba Đình. Nên các hội viên của câu lạc bộ cứ ngày đêm miệt mài tập luyện. Đến buổi lễ kỷ niệm sẽ biểu diễn các tiết mục như quạt cung du 90 hội viên, tứ linh đao 100 hội viên, mai hoa tứ lộ 90 hội viên, song quạt 100 hội viên, vũ điệu bài cha 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 36 hội viên, kêu cú lát toàn 9 hội viên, dàn đồng ca mở màn 50 hội viên. Lễ kỷ niệm đã thành công rực rỡ, được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Hà Nội, Báo Thông tấn xã Việt Nam và Báo Thể dục Thể thao đưa tin và đông đảo các đại biểu và toàn hội viên toàn quận khen ngợi. Xin vỗ tay hoan hô. Nhiều bài trong những ngày lễ hội lớn của quận, của phường theo yêu cầu của lãnh đạo. Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể hội viên, nhận thấy võ cổ truyền dân tộc Việt Nam là tinh hoa văn hóa, là niềm tự hào của dân tộc gắn liền với truyền thống dựng nước và giữ nước. Môn võ cổ truyền là hồn đất Việt mang đậm nét tinh thần thượng võ, thanh cao và cao thượng, rất phù hợp với cả tâm tập luyện và yêu thích của người cao tuổi. Cho nên câu lạc bộ chúng tôi đã đi mời các võ sư về dạy những bài võ cổ truyền của dân tộc như tứ linh đao, mai hoa tứ lộ, ngọc trảm nguyên đài, xoay thái sơn và rất nhiều bài võ cổ truyền khác. Trong năm qua, ngoài những bài đã được tập luyện thường xuyên, toàn thể hội viên câu lạc bộ còn tích cực tập luyện thêm các bài mới như bài song quyên, tứ linh đao, mai hoa tứ lộ, vũ điệu cha cha cha, samba, lát van và những bài múa ngày mùa. Tháng 12 năm 2011, 100 hội viên của câu lạc bộ đã tham gia thi đấu 3 bài: tứ linh hoa, tứ linh đao, mai hoa
Phu tại giải võ thuật cổ truyền Hà Nội lần thứ 26. Hội được hội đồng trọng tài đánh giá cao tinh thần tập luyện rất tích cực và ý chí thi đấu của các hội viên, nên đã nhất trí trao 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc cho 3 bài chúng ta dự thi. Xin các chị cho mời thành đạt. Việc ban lãnh đạo và ban tổ chức giải võ thuật Hà Nội tặng giấy khen về thành tích đóng góp của câu lạc bộ cho giải võ thuật lần thứ 26, và một điều vinh dự lớn là trong gần 500 tiết mục dự thi của giải, chúng ta ban tổ chức chọn tiết mục tứ linh đao với 100 lão võ sinh biểu diễn trong buổi truyền hình trực tiếp phát trên sóng VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Với thành tích vẻ vang đó, hôm nay trong buổi lễ tổng kết này, chúng ta vinh dự được các võ sư, các vị lãnh đạo của hội võ thuật Hà Nội trao những bộ huy chương vàng, huy chương bạc tại giải cho các hội viên đã tập luyện tốt, thi đấu đạt thành tích xuất sắc. Bên cạnh khó khăn, tuy nhiên trong quá trình những hoạt động, chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn, hạn chế, nhưng cuối cùng chúng ta đã vượt qua và trưởng thành như ngày hôm nay. Thể thì khó khăn là ban chủ nhiệm và ban huấn luyện phải tự đi tìm đặt mua cái thiết bị trang phục biểu diễn, ví dụ như báo cáo với hội nghị là cái bài tứ linh đao, chúng tôi đi là các cái cơ sở là nhất định họ không làm, vì họ ở đây là các tiết mục và phải được có giấy của công an cho phép, nhưng mà vì các cái cơ sở họ rất yêu mến các cụ cho nên họ phải nhận làm cho chúng tôi cái bài tứ linh đao mà bằng chất inox để các đại biểu vừa xem các hội viên chúng ta biểu diễn này. Và các hội viên đã tự bỏ tiền ra thuê thầy vũ điệu dạy bài vũ điệu thể thao. Thời tiết đập vừa qua rất khắc nghiệt, mưa hết kéo dài làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của các hội viên. Chủ nhiệm và ban huấn luyện đã phải đi siêu tầm những bài nhạc của Việt Nam và làm lại nhạc theo yêu cầu của ban tổ chức của võ thuật là không được dùng các cái nhạc của Trung Quốc. Một số phường thì chưa tạo điều kiện đưa các hội viên mới lên tập ở chân đội cổ vật, chưa được sự giúp đỡ kết hợp giữa các đoàn thể trong quận Ba Đình để chúng tôi phát triển thêm hội viên mới cho câu lạc bộ. Điểm nữa khó khăn là chúng tôi không có sân tập để chủ động về thời gian tập luyện, phương tiện tập luyện thì không thiếu thốn, không có loa đài, kinh phí hoạt động thì còn hạn hẹp. Còn có những câu lạc bộ phường thì chưa thực sự quan tâm đúng mức tới các hội viên tham gia tập luyện ở trên quận. Sau đây là phương hướng hoạt động của thời gian tới. Phát huy thành tích của phong trào tập luyện thể thao trong năm qua, năm 2012 và thời gian tới, chúng tôi sẽ phải củng cố tổ chức phát triển câu lạc bộ với công việc cụ thể như sau. Ban huấn luyện cử người lên hướng dẫn hai sân, tức là sân quan kính và quân sân quần ngựa để các hội viên không phải đi xa. Cử những hội viên nòng cốt của 14 phường câu lạc bộ tham gia tập huấn trên thành phố bài máy thực quản, bài vũ điệu thể thao Rumba, mà các đại biểu đã xem chúng tôi mới tập 10 ngày cái bài võ thái cực quản vừa rồi. Sau đây thì chúng tôi sẽ triển khai cho tất cả 14 phường của quận. Tháng 5, chúng tôi sẽ mời các phó sư của hội võ thuật Hà Nội về dạy độ thêm một số bài võ cổ truyền, để tháng 7 chúng tôi có thể tham gia festival của hội võ thuật Hà Nội tổ chức, tham gia thi đấu các giải cá nhân và tập thể của sở thể dục thể thao thành phố Hà Nội và hội võ thuật Hà Nội tổ chức vào cuối năm 2012, phát triển thêm hội viên mới. Điểm nữa là chúng tôi sẽ giao lưu kết nghĩa, học tập và biểu diễn giữa các đơn vị phường, quận, huyện và các tỉnh bạn để có được những thành tích và những kết quả hoạt động trong năm vừa qua. Chúng ta vô cùng biết ơn sự giúp đỡ rất nhiệt tình, có hiệu quả của các cấp, các ngành trong toàn quận Ba Đình, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và du lịch quận Ba Đình, của ban lãnh đạo hội võ thuật Hà Nội, ban giám đốc cung thể thao quần ngựa đã tạo điều kiện cho chúng ta có sân tập của 14 hướng dẫn viên và 14 ban chủ nhiệm của các phường. Và chúng ta cũng cảm ơn bà Đàn và Nguyễn Thị Bích là chủ nhiệm, tuy tuổi cao nhưng những ngày Tết đậm và bác vẫn ra tập luyện với chúng ta, đó là một cái tinh thần cổ vũ các hội viên chúng tôi rất là nhiều. Tất cả sự giúp đỡ quý báu đó đã làm nên hình ảnh và sức mạnh của câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời người cao tuổi quận Ba Đình, tiếp nối truyền thống 35 năm là lá cờ đầu phong trào tập luyện dưỡng sinh của thành phố.
không khí trang trọng và phấn khởi của buổi lễ hôm nay, tôi xin thay mặt cho các hội viên câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời người cao tuổi quận Ba Đình cảm ơn các quý vị đại biểu, cảm ơn các vị khách quý và toàn thể hội viên đã dành thời gian tới dự buổi lễ tổng kết hoạt động thể dục thể thao năm 2011 và lễ trao cờ, phát giấy khen và huy chương vàng cho các đơn vị hội viên đạt thành tích cao trong năm qua. Chúng tôi cảm ơn tất cả tấm lòng hảo tâm đã đóng góp cho cái buổi đại hội hôm nay thành công rực rỡ. Xin cảm ơn ạ.